Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của mình. Chúng ta tiếp tục đến với tựa game thiếu niên 3Q. Và ở clip này thì mình sẽ thử chiêu mộ tướng trong cái clip trong cái tựa game này để cho anh em xem qua là cái tựa game này nó sẽ chiêu mộ tướng như thế nào anh em nhé. Trong cái phần chiêu mộ tướng ấy thì nó có một cái hay đó là khi mà đạt đến 50 lần quay thì anh em có thể chọn được cái nước mà anh em muốn các cái tướng đấy, của cái nước đấy vào đội của mình. Ngoài cái phần chiêu mộ tướng ra thì trong cái clip này mình cũng sẽ show cho anh em những cái một vài những cái tính năng cũng như là cái giao diện của cái tựa game này để cho anh em nhìn có một cái nhìn tổng quát về những cái tính năng ở trong cái tựa game này, xem nó có những cái gì hấp dẫn. Ok, chúng ta sẽ vào luôn cái phần chiêu mộ tướng này. Anh em nhìn thấy cái bên trái này có hai cái đèn lồng này và có cái hình như cái trống ở giữa ấy, thì anh em kích vào. Đây chúng ta sẽ có hai cái phần để chiêu mộ tướng, thì cái phần bên trái này là cái phần thường thôi, còn cái phần bên phải thì nó có cái phần cao cấp hơn, thì mình sẽ tập trung vào cái phần cao cấp hơn này nhá. Cái phần thường này thì nó không có gì để nói cả. Đây thì trong cái phần này thì nó sẽ cái tướng mà chiêu mộ cao nhất ở trong cái phần này thì nó là tướng đỏ anh em nhá, tướng đỏ. Thế còn cái tướng kim, nghĩa là kim tướng, là tướng vàng ấy, thì nó sẽ có những cái sự kiện riêng, còn cái tử kim nó cũng sẽ có cái sự kiện riêng, còn ở đây chúng ta chiêu mộ cao nhất là tướng đỏ thôi. Chúng ta sẽ có một cái bên trái là cái chiêu mộ một lần và cái bên phải là chiêu mộ 10 lần, thì anh em cố gắng là tích đủ 10 lần để chiêu mộ cho mình. Không biết ở đây mình có mấy bao nhiêu cái thẻ nhỉ? Đây này. Ở đây thì mình sẽ có ba cái thẻ để chiêu mộ kim tướng, tí nữa mình sẽ quay kim tướng sau. 72 cái thẻ, à mình có tận 72 cái để có thể quay cái trong cái mục vừa rồi. Ok, mình sẽ quay hết 72 cái cộng ba cái này luôn cho anh em xem. Xem là chúng ta sẽ nhận được cái tướng gì. Đây. Nó sẽ hỏi mình là khi anh em kích vào phần 10 lần ấy, nó sẽ hỏi mình là bạn có muốn chọn tướng thuộc các nước nào không? Thì anh em ấn cái nút bên phải nghĩa là có nhá, nó sẽ hiện ra bốn nước cho mình. Ngoài cùng thì là nước Ngụy này, xong thứ hai là nước Thục này, thứ ba là nước Ngô và cuối cùng là cái đội của quần hùng. Thì mình chọn nước Thục bởi vì mình có khá nhiều tướng ở bên Thục rồi nên mình chọn nước Thục là cái thứ hai. Đây. Nước Thục này. Xong anh em kích 10 lần. Hy vọng nó sẽ ra một con nào đấy hoành tráng cho mình. Đây là một tướng cam. Tướng cam thì không thích lắm. Đây rồi, chúng ta có Triệu Vân. Tướng đỏ, mình có Triệu Vân rồi nhưng mà không sao, có Triệu Vân là mình sẽ nâng tiếp được lên sao cho Triệu Vân. Cũng rất là hay. Như vậy là lần quay đầu tiên thì mình đã chiêu mộ ra được Triệu Vân. Khá là hay. Ngoài ra còn được một đống những cái mảnh của các tướng khác. Như anh em thấy ở đây thì cái mảnh trên cùng này là mảnh của Khương Duy này. Ở dưới cái mảnh bên trái dưới cùng này là mảnh của Trương Phi này. Chúng ta quay tiếp luôn. Quay tiếp luôn không biết nó có may mắn không nhỉ? Hay là phải đợi một lúc. Đây lại là tướng cam. Mình thì mình thường hay đợi một lúc thì nó sẽ may hơn, mình cảm giác vậy. Đấy anh em thấy không? Nếu mà chúng ta quay liên tiếp ấy, liên tiếp thì nó sẽ không được hên lắm đâu. Đấy như anh em thấy là cái lần này mình chẳng quay được một tướng đỏ nào cả. Mặc dù là những cái lần quay trước ấy, mình thực hiện theo cái cách của mình ấy, mình tìm ra được tướng đỏ khá là nhiều. Tất nhiên là cái này thì nó cũng hên xui thôi, nhưng mà đó cũng là một cái mẹo nhỏ cho anh em. Bây giờ mình sẽ thử nha anh em nhé, anh em xem nhé. Bây giờ mình sẽ không quay vội, tí nữa mình sẽ vào mình quay tiếp và mình sẽ giới thiệu cho anh em những cái tính năng của cái tựa game này cho anh em xem qua. Chúng ta đi vào cái hàng ở bên dưới đi, dưới trước đi. Ở bên trái này thì đây là cái phần các cái tướng của mình có ở trong này, cộng với các cái trang bị mình cũng lắp bừa và vớ vẩn vào thôi. Dưới cùng thì là cái trận hình thì đây, dưới cùng là cái trận hình, hiện tại thì mình cũng lắp lung tung. Còn bên này thì là các cái mục để anh em nâng tướng. Cái trên cùng này là nâng phẩm của tướng này. Cái thứ hai
Cái thứ ba là nâng sao này. Cái thứ tư, cái này mình không gọi, không do không biết gọi là cái nâng gì nữa. Có 5 cái mình nâng luôn. À chứ chết rồi. À được, đây là nhân vật chính thì nâng được. Đây là main mà. Cứ nâng hết đi. Nó có hai cái phần nhá, một cái phần là tích 1 và cái tích 10 này. Anh em có thể chọn cái tích 10 này cho nó nhanh này, anh em nâng cũng được này. Nhưng mà mình muốn nâng những nhân vật khác hơn, ví dụ như Triệu Vân chẳng hạn. Đó, đó là cái phần giao diện này. Chúng ta đến cái phần thứ hai, đó là cái phần tướng, thì ở đây nó cũng sẽ có tất cả các cái nước cho anh em. Thì cái trên ngoài trên ấy, phía trên đó là những cái tướng mà mình có được, còn ở phía dưới là những cái tướng mà mình chưa có của các nước. Đây là toàn bộ này, toàn bộ các tướng. Đây là toàn bộ các tướng của cả 4 nước luôn. Đây là các tướng mà mình có được ở trên này, còn dưới này là mình chưa có. Còn cái phần này là các cái mảnh. Đó, các cái mảnh anh em có thể ghép được. Ví dụ như là mảnh này nó 97 trên 15 là anh em có thể ghép được thành một tướng này này. Cái này cũng thế này. Hầu hết là những cái này là ghép được nhưng mình chưa ghép. Còn cái phần này, không phải, mình đang nói cái phần nào ấy nhỉ? Đây, cái phần này thì cái phần lúc nãy, à cái phần này mình chưa nói cho anh em, đó là anh em có thể dùng cái này, nó như cái hình giọt nước này, nó cũng là một cái loại để chúng ta trao đổi, chúng ta chọn những cái tướng, mảnh tướng ở trong này chúng ta mua được bằng những cái hình, bằng cái giọt nước này. Trong cái tựa game này, ngoài cái tiền vàng ra thì nó còn có một số cái anh em có thể đổi được. À, cái giọt nước này là một trong những cái để có thể đổi như vậy. Mình cứ gọi tạm là giọt nước thôi chứ mình chả biết nó là cái gì. Hiện tại mình có 19.100 đây. Mình có thể đổi ra được các cái mảnh tướng ở dưới này. Ví dụ đây là Thái Sử Từ. À đâu, đây là Hoàng Trung. Đây là Hoàng Trung ở bên Thục nhá. Đấy, đấy, mình nếu mà mình muốn mình có thể đổi Hoàng Trung. Được, hoặc là mình đổi sang cậu này được. Đó. Chúng ta sẽ xem qua. Cái này thì là gì? Cái này nó là cái phần hợp kích nha anh em. Trong cái game này nó có một cái phần gọi là hợp kích rất là hay, nghĩa là các cái tướng nó sẽ hợp cùng với nhau để đánh ra những cái chiêu thức rất là đẹp. Thì ở trên ba cái chiêu thức này là ba cái hợp kích mình có, còn ở dưới này là chưa có, còn đây là những cái mảnh hợp kích. Thì hiện tại mình mới có được 5 cái mảnh hợp kích này thôi. Đây. Mình mới có được 5 cái mảnh hợp kích này. Chúng ta có thể xem cái mảnh hợp kích này nó có cái gì nhé. Đây. Mới được 5 mảnh đó. Đấy, cái phần hợp kích nó là như vậy. Và chúng ta cần phải 20 mảnh thì chúng ta mới ghép được cái hợp kích này. Và sau khi có hợp kích xong thì anh em lắp vào cái cuối cùng này thôi. Mỗi một trận đấu chúng ta sẽ có được phép lắp 4 hợp kích để anh em thi triển. Chúng ta quay lại cái phần quay tướng đi. Xem nào. Lần này quay lại xem có may mắn hơn không. Lúc nãy để phí cái ấy quá. Phí 10 cái kia quá. Mình đã biết chắc là nếu mình quay liên tục thì sẽ rất là xui như vậy. Nhưng mà mình vẫn cứ muốn thử cho anh em xem là nó thực sự là có phải như vậy không. Đây, chúng ta quay 10 lần này. Lại một tướng cam nữa. Tướng đỏ đi nào. Vẫn là tướng cam. Đây là lỗ túc ở bên Đông Ngô. Như vậy là nếu mà ra được tướng đỏ ấy, thì anh em mới ra được tướng Thục. Còn nếu mà tướng cam trở xuống ấy, thì anh em có thể sẽ ra được tướng bất kỳ ở trong 4 nước. Đây rồi, Ngụy Diên, đúng rồi, Ngụy Diên bên Thục rất là hay đấy, như anh em thấy không, mình nói là cái cách quay tướng của mình nó khá là hiệu quả vì là mình đã thực hiện được khá nhiều lần rồi, mình được rất nhiều các cái thẻ quay tướng, nhiều lắm chứ không ít đâu. Chẳng qua là cái 72 này là mình, nếu mà mình tiết kiệm được thì nó còn nhiều lắm, nhưng mà mình cứ quay bừa đi đấy. Đó, chúng ta còn 42 mảnh thẻ nữa, tí nữa mình quay nốt cho anh em. Bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp cái phần giao diện của game. Để tí nữa mình quay tiếp cho anh em xem mình nói có đúng không. Đâu nhỉ, chúng ta đến cái phần nào nhỉ? Đây, cái phần này. Phần này thì là tất cả các cái trang bị mà chúng ta đang có. Cái phần này là những cái mảnh trang bị này.
Đó. Cái thứ hai này của cái này xem. À đây là cái bộ đồ mà nhân vật chính có thể mặc nha anh em. Đây lúc đầu này, lúc đầu là nhân vật chính của chúng ta vào game thì nó sẽ như thế này. Nhưng mà mình thì đã biến sang được cái thứ hai đó là cái này rồi. Đấy, nếu lên cái thứ ba nó sẽ thế này. Thứ tư thế này. Những cái bộ mà nhân vật chính của anh em có thể thay đổi. Càng về sau nó sẽ càng đẹp lên. Rất là đẹp luôn. Đây là một tựa game mà mình đánh giá rất cao về đồ họa trong cái thể loại thẻ tướng Tam Quốc này. Đây cũng thế này, đây cũng là một cái những cái tạo hình mà biến đổi về sau này, rất là đẹp. Đây anh em có thể nhìn thấy này, bên này sang bên này. Đây nhá, mình sẽ cho anh em xem qua. Đây, cái này biến tận được với đây là Triệu Tử Long này. Chúng ta biến được ra hình thứ hai là hình này này. Hình thứ ba chúng ta biến thành hình này này, hình thứ tư chúng ta biến thành hình này này. Và hình thứ năm chúng ta biến thành hình này. Cực kỳ đẹp luôn. Đây, chúng ta xem Khương Duy xem nào. À đâu không phải. Vẫn là à, đâu đấy, đấy là Khương Duy chứ nhỉ? Triệu Tử Long đâu nhỉ? Đây là mã siêu. Mã siêu thì anh em biến được thành hình này. Đấy, xem anh em xem qua mấy cái hình này như vậy. Xem cô gái như nào này. Rất là đẹp. Cái phần này thì mình nói lúc nãy cho anh em rồi, các tướng thì mình nói rồi đúng không? Phần này thì mình thấy là cứ vào đây để nhận thôi, nếu cứ đạt thành tựu gì đấy thì vào đây để nhận ở trong này. Có anh em xem qua cho nó biết thôi, chứ còn nếu mà anh em muốn mình hướng dẫn chơi cơ bản thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em. Hôm qua thì mình có làm cái clip hướng dẫn tải cái game này đấy, anh bản Trung, bản Hàn hay bản Nhật thì anh em cứ chọn bản nào anh em chơi thì anh em vào xem cái clip của mình nhé. Xem cái clip đấy xong thì 100% anh em sẽ có thể vào chơi game được. À còn bên này là các cái phụ bản của nó này, ví dụ như là cái này là cái đấu trường này, mình cũng chẳng đánh mấy đây, đấu trường này, này. Vào đánh thử một trận xem. Mà thôi. Đánh nó mất thời gian đây. Cho anh em xem qua thôi. Đây. Cái phần này là phần leo tháp này. Chúng ta có những cái tiếp theo nhưng mà level mình đang thấp nên nó chưa mở. Chúng ta sẽ mở tiếp những cái tiếp theo. Hiện tại cái server này mình đang chơi cũng là một server tương đối mới. Còn cái server cũ đợt trước mình chơi thì nó lâu quá rồi. Ok, giờ chúng ta quay lại cái phần chiêu mộ tướng đi. Tiếp này anh em, chọn thục nha. Một tướng cam. Như vậy lần này thì chúng ta không được may mắn lắm. Chúng ta qua cái phần cái bảng phía trên đây, nó có cái hình cái đầu đầu tướng này, cái mũ tướng này, này ở cái hàng thứ hai thứ ba số 3 thứ hai từ trái sang ấy thì anh em ấn vào, đó là cái phần quay cái kim tướng. Ở đây là chúng ta có thể quay ra được tướng vàng nhá, tướng kim tướng đấy, thì anh em ra có thể quay ở đây thì chúng ta có cái là một lần và 10 lần, nhưng mà hiện tại mình chỉ có 3 mảnh thôi, ba cái thẻ thôi, thì thôi mình quay một này cho anh em xem luôn. Nhưng mà thực ra quay 10 thì nó sẽ có khả năng quay ra được kim tướng hơn, chứ quay một này thì quay một mảnh này thì nó chỉ ra được mảnh thôi. Quay một thẻ thường nó chỉ ra mảnh thôi anh em ạ. Nó không ra được nguyên một con tướng đâu. Đây mình sẽ quay luôn này. Đó anh em thấy nó chỉ ra được một cái hộp này, và trong cái hộp này
trong cái hộp này nó sẽ, đây là một, lúc nãy là một hộp cam này, đây là một hộp vàng này, hộp kim đấy, còn đây là một hộp đỏ này. Đây mình sẽ mở cái hộp đấy cho anh em xem. Đây, cái hộp vàng ở đây mình có tất cả là 7 hộp. Thì nó sẽ cho mình lựa chọn, mỗi một hộp nó sẽ cho mình lựa chọn. Đây là lưu bị này, anh em có thể chọn lưu bị này. Đây là mã siêu này, thì anh em chỉ ra được mảnh thôi. Và mỗi lần nó sẽ ra được, ví dụ anh em chọn mã siêu chẳng hạn, thì mình có 7 hộp, anh em có thể tối đa anh em chỉ chọn được 7 mảnh thôi, chứ không được hơn, mà tận 120 mảnh mới ghép được mã siêu cơ. Nên anh em cố gắng là để tích lũy 10 cái thẻ này thì anh em quay thì nó sẽ được nguyên một con tướng hơn. Chúng ta vào nốt đi, quay nốt cái này rồi. Quay luôn à. Quay luôn 2 lần rồi dừng video. Để cho anh em xem qua vậy thôi. Tướng cam xem có. Đây rồi. Chúng ta có Hoàng Trung, mình có Hoàng Trung rồi, chúng ta mình sẽ tăng sao được cho Hoàng Trung lên. À để mình tăng luôn sao Triệu Vân với Hoàng Trung lên cho anh em xem nhé. Đây, vào luôn đây này. À, chúng ta vào nước thục này. Triệu Vân đây, Hoàng Trung thì đây. À, cái hồ thứ ba là cái tăng sao. Đây, mình có 93/30. Như vậy là mình có thể tăng Hoàng Trung lên được 2 sao. Đúng rồi, 2 sao, 1 sao này, tăng luôn lên 2 sao luôn. Mắc của chúng ta có tất cả là 7 sao. Tăng nốt Triệu Vân lên đi, lúc nãy mình đang có Triệu Vân mà. Ồ, oh, Triệu Vân mình mới có 84. Thôi, Triệu Vân cứ để đấy đã. À, quay nốt cái cuối cùng của cái này. Mình còn bao nhiêu nhỉ? Quay nốt đi. Đấy, là lỗ túc bên Đông Ngô. Như vậy là lần thứ hai này mình cũng không được may. 10/12. Quay nốt lần cuối đi. Quay nốt lần cuối cho anh em xem. Tướng đỏ đi nào. Đây rồi, Triệu Vân. Hay quá. Lại có thêm 1 Triệu Vân nữa. Chúng ta mình có Triệu Vân rồi nên là nó sẽ đổi thành mảnh là nhân 80. Nó sẽ đổi sang mảnh là có 80 mảnh. Như vậy là mình sẽ có thể tăng sao Triệu Vân lên được rồi. Mình sẽ tăng tiếp sao Triệu Vân của mình lên nha anh em. Lúc nãy là 8, mình có 84 đúng không? Bây giờ có 80 nữa là sẽ có khoảng 164. Đây này, đúng rồi, mình có 164 mảnh đây này. Chúng ta sẽ tăng luôn cho Triệu Vân lên 3 sao. Như vậy là mình đã có một nhân vật khá là mạnh, lên được 3 sao ở trong cái server mới này. Ok, clip này thì mình dừng ở đây thôi. Thì anh em xem qua thì anh em có thể xem được cái chiêu mộ tướng này rồi. Cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi clip. Và nếu anh em thấy clip hay thì hãy like, share cũng như là đăng ký kênh ủng hộ mình. Cũng như để cập nhật những thông tin tiếp theo mình sẽ gửi đến cho anh em trong những clip tới nha anh em. Cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi và hẹn gặp lại anh em vào những clip tới.